Bạn đang đi du lịch xuyên rừng một mình. Một buổi sáng nọ, bạn nhận thấy rằng mình sắp hết nước để dùng. Bạn có thể lấy nước từ bốn nguồn: một cây xương rồng mọng nước, một cái ao chứa nước biển mặn, một cái hồ tĩnh trong suốt, hoặc một dòng nước chảy chứa bùn. Bạn sẽ chọn nguồn nước nào để đổ đầy bình đây? Hãy quyết định trong 10 giây.